Thưa quý vị, nằm trong chuyến công tác tại Côn Đảo, Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức buổi truyền thông an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại huyện Côn Đảo. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 14 suất quà cho trẻ em mồ côi do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo nhận đỡ đầu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và tặng 10 suất học bổng tiếp bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Côn Đảo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2022 đã góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của trẻ mồ côi, giúp các em có thêm điểm tựa trong hành trình đi tới tương lai. Với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong cả nước đã thực hiện tốt chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, góp phần lan tỏa, truyền đi thông điệp giúp các em được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng. Tại buổi truyền thông an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hơn 150 cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo được tìm hiểu về thực trạng các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trẻ em, cách phòng chống tai nạn đuối nước, hốc dị vật ở trẻ em, vấn nạn sử dụng các chất gây nghiện của giới trẻ hiện nay, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em. Buổi truyền thông của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn cho phụ nữ trẻ em, nhận diện được các hành vi, tình huống mất an toàn và kịp thời xử lý, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ phù hợp, hướng tới môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.